Xin chào quý vị và các bạn. Cửa hàng Minh Auto Đông lại có một mẫu Omri thuộc dạng rất gấu của Yamaha giới thiệu đến anh em. Bề cao nó không làm quá dày, nhưng nội thất con Omri này dành cho nó hai từ gấu, và giá chuẩn là 3 triệu Việt Nam đồng. Yamaha A6A chỉnh bát chép, lao lướt, cân loa, đường vào âm thanh. Đó. Omri thiết kế đánh loa AB cộng B A6A, bề ngang tầm 43,5, chiều cao chắc tầm 12 cm, còn chiều sâu cũng phải tầm 30, hơn 30. Một con Omri nặng, nặng chắc, nhưng nó không làm quá dày. Nội thất bên trong thuộc dạng VIP luôn. Đây là mặt sau của sản phẩm. Mặt sau nó làm bằng tôn nên là trông theo thời gian nó sẽ có sự mốc mốc nhé. Loa chính A, loa chính B, số series là 881. Đây là thông tin của sản phẩm. 175W điện 100V, lắp ráp và sản xuất tại Nhật Bản. Các điều vào âm thanh tôi đang chạy vào tín hiệu AUX. Hàng bãi xịn sò luôn. Mặt tiền thuộc dạng long lanh mượt mà nha nhá. Mở to để anh em cảm nhận về chất âm, xem giá 3 triệu với con Omri này nó như thế nào. Kiếp đôi mấy chân em đậm tình thôn làng, để năm cưới một mùa được ngàn bát hương. Đêm hôm nay anh trăng thắm màu cũng đẹp người vai xanh. Trăng thanh tươi chứng cho những lời thề chọn đời ta chung tình. Omri này tôi đang phối ghép với một đôi loa rất to, đó là đôi loa Onkyo MX7. Đôi loa này bass 35, nó đánh đơn giản với đôi loa này, và nó có thể đánh vào những loại loa của Yamaha, loa to NS 500, 700, 690 và 1000 với con Omri này. Tại sao? Các bác hãy nhìn thông số, nhìn nội thất bên trong con Omri này nhá. Nội thất nó thuộc dạng có số mã của hãng. Nội thất này mà không khủng thì mới là lạ nhỉ các bác nhỉ. Nguồn, đây là nguồn, nguồn to. Xo than 2 vít, sa ken, mở bên 2 tản nhiệt. Mỗi bên là có 2 con. Xo than 2 vít anh em nha, rất khỏe. Và nội thất thuộc dạng đặc kín luôn. Thuộc dạng đặc kín luôn. Mỗi bên là 2 con sò than 2 vít sa ken. Những con Omri kiểu như này thì nó sẽ đánh được đa thể loại nhạc, nhạc vàng, nhạc trữ tình, nhạc liên khúc, nhạc đàn. Và Omri này anh em có thể ghép vang và hát karaoke nhẹ nhàng và những đôi loa nghe nhạc, hoặc là loa karaoke bình thường của Nhật, của Mỹ 320, 175W điện 100V. Bao test anh em 2 tuần, lỗi, đổi hoặc là bảo hành. Tất nhiên với điều kiện anh em mở đúng công suất, cũng như là mở đúng loại loa, loa nghe nhạc hoặc loa chính hãng, không được làm chập chạm dây loa, không cắm sai nguồn điện. Trăng thanh tươi chứng cho những lời thề chọn đời ta chung. Có nhạc bát mạnh để anh em cảm nhận thêm. Đợt này thì chỉ thử các loại nhạc kiểu này thôi. Với nội thất này mà nó không ra được chất thì mới là lạ các bác ạ. Và tôi bao các bác là nó có thể khai thác vào những đôi loa to này ok. Ra chất của sản phẩm, mở lại Omri này giá rất vừa tiền, 3 triệu Việt Nam đồng. Một cái giá cân nhắc cực kỳ tốt với một mẫu Omri có cái nội thất thuộc dạng ok, nhìn được.
chuyện tình yêu vỡ tan rồi, còn hay không bao câu hẹn thề thuở xưa. Vàng trăng đi vẫn theo gió lắng dù cùng mây, chẳng nào hay biết một người quên một người chờ. Vòng tay ấm sẽ mãi mãi không về đây, buồn mà chi không làm chi, người xa đi mang theo con tim với linh hồn. Bác nào có các dòng loa Yamaha mua con này rất vừa tiền mà lại được. Bởi vì con này nó thuộc dạng khỏe, nó có thể trị tốt vào những đôi loa 690 hoặc là loa 700 590. Anh biết tên nơi nào hạnh phúc vẫn chia đôi đường, đường lên đi mãi cách xa con đường cũ. Anh em xin xem lại thông số kỹ thuật này. 1-0981-9881 đó là số series 175W sản xuất tại Nhật Bản. Cái nắp này nó là vỉ tôn đằng sau nên theo thời gian nó có sẽ sự bạc màu của lớp mạ thì nó có lốm đốm anh em nhá. Và cái này nó cũng lõm một xuống một tí này, do vận chuyển nó đè xuống. Nó là cái vỏ thôi, vỏ của cái nguồn. Cái vỏ nó đè xuống cái nắp rồi. Anh em quan trọng là để ý tầm giá và chất lượng âm thanh, cấu tạo của sản phẩm. Đó là những cái tôi muốn nhắc nhở các bác. Chứ còn nó trong tầm 3 triệu tôi nghĩ nó là quá ok. Đấy theo đánh giá của cửa hàng. Còn anh em tham khảo theo quyết định của mỗi người. Vâng, xin cảm ơn.